Vâng, mình xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì mình tiếp nhận một chiếc xe Everblade và khách hàng cũng đang ngồi đây thôi. Mình cũng đang cho nổ máy để máy nóng lên để kiểm tra cho nó nhanh. Khách hàng thông tin lại là chiếc xe này là đang bị hao xăng. Vậy thì xe có bị hao xăng thật sự hay không? Thì mình cần phải có máy thì mình mới biết chính xác được xe có hao xăng không anh em nhé. Và đây anh em thợ học này cho mình cũng đã kết nối máy với xe đây rồi. Rồi vào phần thông số hiện hành như thế nào. Đây cầm 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 đây ngó tí, quay quay màn hình vào đây. Thế nào? Đây anh em cũng đã kết nối và đã lên hình đây rồi. Thì xe này thì cũng có hơi đậm một chút đúng không? Hơi thôi, không đáng kể. Anh em nhìn này. Đây. Nhiệt độ động cơ, nổ máy 85 độ C với nổ máy như thế này mà nhiệt độ động cơ nóng này là ok rồi. Rồi mình lướt qua một loạt thông số hiện hành xem là có thông tin gì sai không nhá. Tốc độ động cơ hơi thấp. Tí nữa kiểm tra con buji nữa nhá. Được rồi, xe này thì chắc chắn là mình sẽ kiểm tra hệ thống bộ lọc gió này, xúc rửa buji này, mình xin lỗi xúc rửa kim phun này và buji mình sẽ kiểm tra hơi đậm hòa khí một chút anh em. Rồi mình về cái phần này thì anh em nhìn nó rõ hơn này. Thực ra ấy, thì vẫn là trong vùng an toàn đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà với tốc độ đang ti thì hơi một tí thôi, không đáng kể anh em nhé. Vâng, vậy thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình xúc rửa kim phun cho khách hàng này. Đấy, sau đó mình làm sạch hệ thống đường gió này và bầu lọc gió đã, sau đó kiểm tra lại kể cả buji, nếu không đạt tiêu chuẩn mình thay luôn. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý những cái công việc cơ bản thế đã. Rồi tắt máy đi, tắt máy. Rồi tháo kim phun ra xúc trước. Những chiếc xe mà bị hao xăng thì anh em phải làm từ cái rẽ trước. Đấy. Từ cái rẽ trước anh em làm dần. Hao xăng thì thực ra nó có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hao xăng anh em nhé. Cần phải có một cái kỹ năng kiểm tra thì mới ra được bệnh. Đấy. Đặc biệt là anh em cần phải có máy chuẩn đoán lỗi, đặc biệt là máy mô tác thì anh em rất là dễ sử dụng, thông số rất là chính xác. Ai gọi à? Rồi mình xin lỗi một chút nhé, mình tạm dừng, mình có cuộc điện thoại, cứ tháo nha. Vâng, anh em số mình cũng đang đang bảo dưỡng lọc gió. Thì lọc gió thì cũng sạch anh em ạ, cũng không bẩn đâu. Đấy, bây giờ mình kiểm tra cái đường gió nữa. Kiểm tra đường gió này cho nó sạch sẽ đi. Mình nghe như là hình như là cái xe này mới thay lọc gió đúng không? Xe mới thay lọc gió đúng không? Xe này của em mới thay lọc gió đúng không? Anh thấy sạch lắm. Rồi tháo cái gió ra. Xe này khách hàng đi thay lọc gió rồi anh em. Có nghĩa là cũng làm rồi chứ không phải là không làm đâu. Mình đang xúc kim phun đây rồi anh em. Đây, mình đang xúc kim phun. Anh em học nghề chúng mình cũng đang vệ sinh ốc lọc gió. Anh em cũng mới đến học, anh em cũng ngại không lên video. Cứ làm sạch đi, sạch. Ôi sạch rồi đúng không? Đây xem nào, đây xem nào. Đây, anh em nhìn này. Sạch tinh luôn. Đây. Ốc gió sạch luôn. Vậy thì xe này khách hàng đã làm hết rồi. Rồi bây giờ lắp lại thôi. Lắp lại đi. Lọc gió mới thay rồi này. Vệ sinh đường gió hết rồi, họng ga rồi này. Kiểm tra cho mình buji nhá, tháo buji ra. Rồi bây giờ mình đang xúc kim phun cho khách hàng. Đấy, công đoạn kim phun này rất là quan trọng anh em nhá. Và những cái máy xúc kim phun thì anh em lưu ý nhá, những cái máy rẻ tiền thì nó sẽ không có chức năng làm sạch bằng sóng siêu âm thôi, mà cái chức năng này là chức năng có phải là quan trọng cơ bản nhất và là
cái chức năng để mà làm sạch kim phun hiệu quả nhất. Chứ còn nếu không có thì không không chuẩn đâu anh em nhé. Anh em phải nên nhớ các thiết bị điện, máy móc cũng như đồng hồ thôi, tiền nào của đấy, đấy rẻ tiền mà đòi tốt, mà đòi ngon thì không có đâu. Máy này mình mua ngày xưa là cũng tương đối đắt đấy, 15 triệu rưỡi đấy, mình mua cách đây khoảng 8 năm rồi, rất là tốt. Vâng, và anh em biết là nếu như những cái hệ thống máy móc của mình chuẩn ấy, thì khách hàng nhìn cũng rất là tin cậy hơn, đúng không ạ? Thì khách hàng ngày nay thì thực ra người ta rất là nhiều, có nhiều lựa chọn, mà cũng rất là người ta cũng rất là để ý các phương tiện làm việc của anh em. Nếu như anh em chỉ thấy là nếu như một cái máy xúc của mình như này, như ngày mai người ta ra một cửa hàng khác nhìn cái máy xúc mà lại thô sơ gọi thủ công, thì chắc chắn là người ta sẽ có sự so sánh, điều đó là điều chắc chắn. Và mình nói rồi, chả bao giờ tự nhiên một cái máy nó lại rẻ tiền với một cái máy rất là đắt tiền như vậy. Chất lượng, hiệu quả làm nó sẽ khác hoàn toàn nhau anh em nhé. Vậy thì mình đầu tư, mình cần phải chọn những cái dòng máy xịn sò chuẩn thì mình làm nó yên tâm hơn đấy, và nó về lâu dài anh em không phải đổi máy. Cũng như là máy môn táp anh em sắm ngày nay đấy, anh em sắm một lần thôi, anh em không cần phải nâng cấp lên những dòng máy khác nữa. Phải tháo hết buji cho mình. Đây, mình cũng tránh là quay vào mặt anh em học nghề, bởi vì anh em cũng rất là ngại lên kênh. Anh em như kiểu là đến mới đến còn xấu hổ ấy. Đây đây, mình đưa cho cái này dễ tháo. Đây, cái này nó ngắn thôi, nó dễ tháo thôi. Đây. Được chưa? Rồi, tí lấy cái này vào nó dễ tháo nhé. Vậy thì với những trường xe mà trường hợp là xe bị hao xăng, anh em cần phải kiểm tra làm một cách đồng bộ nhé. Xe này lọc gió sạch tinh nhỉ, và anh em thợ cho mình tháo là lọc gió sạch tinh luôn nhỉ. Đấy, đường gió nhé, kể cả ốc chỉnh gió sạch tinh luôn, rất đẹp. Tôi sẽ làm cho mình xem đi. Buji gì này của em mà cũng mới thay à? Thay một lọc gió buji luôn đúng không? Đây anh em này, lọc gió buji thay luôn này. Buji mới tính này, đen xô thôi rồi, buji mới rồi thôi, không cần nữa. Rồi, cái lắp này lọc gió buji mới thay luôn. Đấy, phải kiểm tra đồng bộ như vậy. Rồi, nhưng mà mình xúc rửa kim phun, kim phun quan trọng lắm anh em ạ. Nhưng kim phun là phải xúc rửa chuẩn chỉ luôn. Rồi, thế mình tạm dừng nhá, cứ để anh em thợ cho mình lắp ráp vào đã, sau đó là mình đợi kim phun lắp xong rồi sau đó mình tiếp tục mình kiểm tra trên máy. Vâng, cũng đã xúc xong kim phun rồi. Đây anh em thấy là kim phun xúc xong thì nó sạch sẽ đúng không ạ, trắng muốt luôn như là kim mới luôn. Làm phải sạch như thế anh em ạ. Đấy, vậy thì máy mà xúc kim phun thì nó có sóng siêu âm đấy, nó phá vỡ các phần tử carbon ra rất là chuẩn anh em nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp ráp ráp ạ. Anh em mà học nghề cho mình đến từ Bắc Ninh đấy anh em ạ. Đấy, mang tiếng là từ Bắc Ninh ấy, thế nhưng mà thực ra đến chỗ mình cũng rất là gần thôi, đúng không? Có 40 cây thôi. Đấy, anh em lắp xong nhá, thì anh em nhìn cái kim phun này, anh em bao giờ xoay được như này. Đây này. Đấy mà chuẩn nhá. Còn anh em mà lắp mà không xoay được mà nó chặt cứng lại đấy thì anh em xem cho rong có bị kênh không nhá. Đấy, đây này. Rồi cho nổ máy lên cho mình luôn đi. Rồi, lắp buji chưa? Xong chưa? Xong rồi gì? Rồi, cho nổ máy đi.
Rồi kết nối máy đi. Đấy, vậy thì xe mà có hao xăng hay không? Đấy, hao nhiều hay là vừa tầm thôi? Đấy thì chiếc xe này thì cũng không có gì là bị đậm nhiên liệu lắm. Anh em nhìn thấy trên tỷ lệ bạc khí AF, anh em biết rồi, nhìn trên máy. Vậy thì nếu như một chiếc xe bị hao xăng hay là không hao xăng thì chắc chắn anh em phải vào kiểm tra tỷ lệ hoặc khí trên ép để anh em mới có kết luận được nhá. Và điều đó thì hiển nhiên anh em phải có máy rồi, chứ còn bây giờ những cái xe này mà anh em không có máy thì anh em chả nhìn cái thông số gì mà anh em kết luận được. Rồi vào thông số hiện vào cho nổ máy đi đã. Cho ấy đi, cho xóa lỗi và khôi phục cài đặt gốc đi cho nó chuẩn về trạng thái chuẩn đã. Lần mình tắt máy rồi cho đây, quay đây đi, vừa làm vừa quay để anh em cũng tham khảo đi. Rồi không có mà lỗi đúng không? Rồi quay quay không, mình tắt khóa điện đi thì không sao. Rồi quay trở lại mình xóa mã lỗi đi. Vừa rồi là mình phải à quên, mình phải ấy đi, thôi kết nối động cơ xăng đi, bình thường là bình thường. Vừa rồi là mình khôi phục lại ECM luôn. Khi mình tắt khóa điện đi thì làm sao báo lỗi được đúng không? Rồi. Rồi. Không có mã lỗi rồi thì mình khôi phục luôn. Rồi. Rồi khôi phục lại phần mềm trong ESU về trạng thái ban đầu thành công. Bây giờ cho nổ máy đi, mình cho nổ máy đi. Cứ cho nổ máy 10 phút đi để ESU thiết lập lại, sau đó mình vào thông số hiện hành, chỉnh chuẩn vòng tua máy nhá, chỉnh chuẩn tốc độ động cơ đấy. Tốc độ động cơ đâu? Cho nổ máy cái kẹt đó, cái kẹt. Cho nóng máy đó. Quán điện được quán. Rồi. Tôi cho nó đóng máy 10 phút đã. Xe này trước đó là em làm rồi đúng không? Anh em thợ làm hết rồi đúng không? Thế sao lỏng gió ở đâu thay? Anh em thợ kiểm tra hết rồi đúng không? Là có là anh em có nạp phần mềm phần biết gì không? Không rồi làm sạch nút chỉnh gió rồi. Vì mình thấy là xe này là anh em đã làm sạch sẽ hết rồi. Tôi cho nổ máy 10 phút đi để ESU thiết lập lại, thế xong là kiểm tra tỷ lệ hòa khí A trên F. Tôi cho nóng đi. Khi mình làm ấy là yêu máy là bao giờ yêu cầu là nổ máy 10 phút để ESU thiết lập lại, thì anh em thấy là như thế thì cái cảm biến oxy nó nóng lên thì nó mới cho thông tin chuẩn được anh em nhé. Đấy, chỉnh chuẩn đúng vòng tốc độ động cơ đi, 1.700 cộng trừ trong vòng là ok, cho phép sai số. Nhưng mà anh em nhớ là phải để nóng lên thì mình làm nó mới chuẩn nhé. Đấy, nếu mà những cái dòng xe phun xăng điện tử đấy mà anh em thấy nếu như mà vòng tua máy đấy hay là tốc độ động cơ đấy mà nếu như mà không chuẩn đấy thì cái chế độ idle tốt nó không làm việc đâu. Đấy, vậy thì nếu như mà không có máy anh em không thể chỉnh chuẩn được cái tốc độ động cơ được, bởi vì mình chỉnh mò nó rất là khó chính xác. Đấy. Bao nhiêu vòng rồi? Không, chờ,
ra thì khách hàng báo hoa sao, nhưng mà thực ra xe này mình thấy là ở trong cái khoảng màu xanh, anh em nhìn thấy ngay từ đầu là cũng ok. Nhưng mà kim phun là mình phải xúc rửa sạch sẽ cho khách hàng đấy, bởi vì là kim phun là rất là quan trọng anh em nhé, cực kỳ quan trọng luôn. Còn cơ máy chuẩn rồi đúng không? Rồi cho mình mượn máy cái để mình quay đây cái. Mình quay ra để kiểm tra tỷ lệ hỏa khí ACDF. Đấy thì bao giờ là máy cũng yêu cầu. Động cơ đã và đang nổ được hơn 1 phút. Nhiệt độ động cơ đã lớn hơn 60 độ C. Đấy, bao giờ là khi mình kiểm tra tỷ lệ hỏa khí ACDF là máy cũng phải yêu cầu mình là động cơ đã phải nổ được hơn 1 phút. Đấy, và nhiệt độ động cơ anh em nhìn ấy là phải nóng hơn 60 độ C. Đấy, vậy thì anh em phải nổ để cho động cơ nóng lên, anh em làm cái gì thì nó mới chuẩn được. Chứ còn khi nguội máy thì anh em tránh can thiệp, ví dụ như là ngay như là tốc độ động cơ thôi. Nếu anh em chỉnh để mà lúc nguội máy mà anh em thấy nó chuẩn rồi, nhưng nhiều khi nóng máy nó thay đổi, đấy thì anh em cứ phải để nóng máy nhé. Vâng, với tỷ lệ hỏa khí AF thì quá đẹp rồi. Nói chung là kể cả ngay ban đầu khách hàng mang vào thì nó có hơi nhích lên trên tí cũng không đáng kể gì anh em ạ. Vậy thì khách hàng nhiều khi vào đấy bảo là xe này ăn xăng lắm, đúng không? Hao xăng lắm, hay là xe này ăn ít xăng. Vậy thì ăn ít xăng hay hao xăng cái nào thì nghe khách hàng nói mình chưa thể quyết định được, và mình cần phải kiểm tra thực tế trên máy. Đấy, máy vì đây, máy thì chả bênh ai cả đấy, có phải cứ phải thực tế thì là nó hiển thị trên đây đấy. Vâng, nhưng mà với tỷ lệ hỏa khí này thì đẹp rồi, không phải nghĩ ngợi nữa, đúng không ạ? Thôi thì mình cũng cứ làm cho khách hàng nó trọn vẹn, kiểm tra một lượt để cho khách hàng yên tâm anh em nhé. Em ơi, đây ra đây em nhìn tỷ lệ hỏa khí trên ép này. Đây này, hao xăng hay không là em đây. Đây đây, quay đây. Đây mình cũng gọi khách hàng ra đây xem. Đây. Em nhìn chưa? Đấy, trong vùng xanh là tuyệt vời rồi. Đấy, bây giờ kim nó nghiêng về, đây là tỷ lệ hỏa khí là 14.7/1 là tỷ lệ lý tưởng của nhà sản xuất. Đây là mong muốn của nhà sản xuất nhé. Đấy, vậy thì nó còn ăn ít hơn đây này. Thấy không? Đấy, và khi mà kim mà nó còn trong vùng xanh là an toàn nhá. Đấy, vậy thì xe của mình là rất tuyệt vời rồi. Lúc đầu vào thì nó chỉ hơi lên trên đây tí thôi, không đáng kể nhá. Đấy, vậy thì cái xe của em là rất là tốt. Để xúc được kim phun xong nó luôn là mức dưới tỷ lệ 14.7/1. Tốt này. Đấy, quá chuẩn luôn đúng không? Vậy thì đây là cái mà để mà hiển thị để mình nhìn thấy cái xe của mình nó có bị hao xăng không, đúng không? Ok chưa? Đẹp chưa? Đó. Thôi được rồi, cầm máy. Vâng, vậy thì anh em nhìn thấy trên máy đúng không? Xe hao xăng hay như thế nào đó, việc khách hàng nói thì khách hàng cứ nói đúng không? Còn để mà mình nhìn thực tế trên máy thì điều đó mới chứng minh được thực tế là xe này có hao xăng hay là không hao xăng nhé. Và chiếc xe này thì anh em thấy là tình trạng là rất là tốt, bởi vì sao? Đấy, khách hàng cũng đã thay lọc gió mới tinh này, đường gió thì sạch sẽ hết rồi, bugi mới tinh rồi. Vậy thì trước khi đến chỗ mình là gần như là đã làm hết rồi. Đấy, mình chỉ làm cho mỗi cái kim phun cho nó sạch sẽ đi để yên tâm. Đấy, và thực tế xe này ngay như mang vào thì cũng trong cái giới hạn an toàn chứ không phải là hao xăng gì, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà sau khi mình làm thì nó tối ưu hơn. Đấy, như anh em nhìn trên máy và so sánh cái tỷ lệ hòa khí AF đấy, trước khi vào và sau khi mình làm xong thì nó cũng có giảm xuống một chút, thì thế là quá tuyệt vời rồi. Và mình cũng để khách hàng xem để cũng nhìn chính xác tình trạng cái xe của mình ở trên máy cho nó thuyết phục. Rồi, anh em thợ học nghề cho mình cũng đang dùng máy để cũng thực hành trên máy luôn. Đấy, vậy thì học của chúng mình là anh em nhiều khi ấy là bắt bệnh thực tế trên xe của khách hàng cùng với mình luôn. Đây là một trong những cái kỹ năng để anh em trao dồi va chạm thực tế những cái bàn bệnh mà khách hàng mang đến nhé. Vậy thì về cuối video, anh em có nhu cầu về các bộ máy mô táp như vừa rồi mình thao tác thì rất là đơn giản, rất là hiện đại, càng ngày càng hiện đại hơn sau mỗi lần cập nhật anh em nhé. Và bên mình còn cung cấp các bộ tài liệu sơ đồ một điện mình in màu bóc tách này, tài liệu về hệ thống khóa thông minh này, rồi các bộ đồng hồ đo áp, đồng hồ đo điện của Fuji Shitsu Nhật Bản
đồng hồ đó áp thì công ty DTD ô tô nhập khẩu Hàn Quốc rất là tốt. Mình đã thông tin rất nhiều lần ở cuối các video để cho anh em xem và anh em tham khảo nhé. Vâng, vậy thì có thể nói chiếc xe này thì đã đạt yêu cầu về các thông số kỹ thuật rồi. Để anh em nhìn trên máy chứng minh thực tế anh em đã nhìn thấy nhé. Vâng, vậy thì mình cũng xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.